Đầu hũ sốt nấm này thì chúng ta sẽ có nước dùng chay, chúng ta đang nấu trên bếp, các bạn không cần quan tâm. Phần bơ rô, cái bơ rô của mình gồm có phần lá và phần gốc. Chúng ta sẽ cắt 100 gram phần gốc và bầm nhỏ ra. Phần lá thì chúng ta sẽ cắt nhỏ. Bơ cộng mà còn dư các bạn đừng bầm hết nha, bầm đúng 100 gram thôi. Nguyên liệu thứ hai đó là nấm mèo. Các bạn cân 100 gram nấm mèo đã ngâm nở. Và mình sẽ cắt miếng. Cắt miếng kích thước nó khoảng 2 x 3 cm, tức là cắt miếng lớn một chút. Ba trong món đậu hũ sốt nấm, nó là nấm bào ngư. Các bạn xé nhỏ cái phần nấm bào ngư ra. Hạt nêm chay các bạn cho 2 gram. Bột ngọt các bạn cho vào 3 gram. Và đường chúng ta cho vào 6 gram. Rồi các bạn cho tất cả dầu hào, nước tương, sa tế vào. Chúng ta dùng bao tay chúng ta bóp đều. Rồi sau khi các bạn đã ướp đều, các bạn để qua một bên. Bây giờ chúng ta đặt một cái chảo lên bếp và mình chiên đậu hũ. Các bạn cắt đậu hũ ra thành miếng nhỏ, khoảng 3 cm, miếng vuông khoảng 3 cm, và các bạn chiên vàng cái phần đậu hũ này lên. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái phần sốt cho món đậu hũ sốt nấm nha các bạn. Nhóm nào mà còn đang chiên đậu thì cứ chờ, các bạn ở dưới còn lại các bạn sẽ sơ chế tiếp tục. Phần cà rốt cho cái món đậu hũ sốt nấm này á, cà rốt, củ xanh, củ cải su su mình không có sử dụng cho cái xào, mà các bạn sẽ sử dụng cái phần ớt sừng nè. Ớt sừng các bạn sẽ bỏ hạt đi và chúng ta sắc sợi. Ớt sừng bỏ hạt và sắc sợi. Lát nữa khi mà mình cho nấm bào ngư vô mình xào, các bạn không có đổ cái nước ướt vô nha. Mình chỉ cho cái nấm thôi mình xào. Rồi cái đậu hũ các bạn cũng kiểm tra đậu hũ có sẵn chưa. Các bạn cho một giọt đậu hũ vô ăn vào, sau đó các bạn sẽ cho guaro bầm vào. Guaro bầm các bạn sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh guaro bầm. Kế đó các bạn cho vào khoảng 1 muỗng canh hành tây bầm luôn. Các bạn phi cho nó vàng thơm. Khi guaro và hành tây đã vàng thơm rồi thì các bạn sẽ trút phần nấm bào ngư vào xào. Nhớ lưu ý chỉ trút nấm thôi chứ cái phần nước sốt không trút vào, chừa phần nước sốt lại. Các bạn nhớ giai đoạn này chúng ta xào lâu một chút xíu cho nó săn nha các bạn. Và cái nấm này phải thật thấm gia vị. Các bạn cho phần nước sốt vào xong rồi chúng ta sẽ nấu cho nó sôi cái phần nước sốt này cho nó thấm vào đậu hũ nha. Kế đó các bạn sẽ tiếp tục cho cà rốt, nấm mèo. Cho cà rốt, nấm mèo vào xào chung. Rồi, sau khi chúng ta xào tất cả những nguyên liệu đó rồi, các bạn sẽ cho, cuối cùng cho cái bơ rô lá. Hồi nãy mình có cắt bơ rô lá đó. Các bạn đừng cho hết cái bơ rô lá đó mà chỉ cho vào đủ để có màu xanh thôi. Sau đó là mình ra dĩa.